Bữa nay anh em trên tàu thưởng thức bữa cơm chiều có cá hố chiên, dưa leo vẫn còn, lương thực vẫn còn đủ một hai nè, đủ đâu đây đủ vậy này, có canh rau muống mình nói xe sang xíu để nó phun nước bọt vô trong son mà nó đầy son nữa. Xin giới thiệu với thành viên ở trên tàu luôn, đây mình quay thành viên trên tàu, có anh Nam lớn nhất quay anh trước. Ai, anh Nam Covid-19. Chào khán giả anh Nam. Chào. Tuyệt vời. Đây có anh Tý. Anh Tý hay còn gọi anh Tý gì ta? Là sao? Tý Ngảo. Rồi, xác nhận. Bên này có anh em Diễn Nguyên Lơ Hôn. Rồi, chào các bạn nha. Đồng sáng tạo thành lập kênh YouTube. Rồi bây giờ anh em bắt đầu ăn bữa cơm chiều. Xin chào anh em, bữa nay là đánh lưới của đêm thứ hai nha anh em. Mình sẽ quay lại cảnh mấy anh em đang nhổ lưới. Còn lúc nãy bủa lưới thì mình không có quay được bởi vì nó rất là tối. Với lại lúc đó mình cũng đang lái tàu thu mua, cho nên là mình không có cầm máy quay lại cho anh em xem hôm nào có đánh lưới lúc sẩm hay là lúc rạng sáng hừng đông thì nó có đủ ánh sáng thì mình quay lại cho anh em xem cái cảnh tàu cá lưới rút bủa lưới. Bây giờ mình sẽ quay cái ngày lao động của đêm thứ hai. Không biết là sáng nay kết quả máy ảnh bủa lưới có thu được gì, thì mình sẽ vào một cái cảng cá khác và quay lại cái cảnh mua bán trong cạn kẽ cho anh em xem chơi. Đây là con tàu thu mua của mình, mình vừa mới dắt ghe lưới cho thông lưới. Bây giờ mình cột ở đằng sau và chờ ảnh thu hoạch thử có gì không, thì anh em trên tàu, anh Năm Covid và anh Tý anh Hon sẽ lấy đế lên đợt muối cá. Cần cạn lưới rồi nha anh em. Có một anh Duy Thúng đỡ, anh đỡ đẩy cá. Đây anh em, sáng hôm nay thì đánh một quát lưới nhưng mà không có được nhiều cá, nhưng mà được một vài cây mập. Thì bây giờ anh em lấy một ít để chớm về tôm. Đây, mực tươi sống luôn, vừa mới làm đầu à. Mực đây nhậu rượu hay nhậu bia ngon anh em? Đây mực quá tươi luôn, đánh lưới nó hơi trầy da tí xíu, nhưng mực là tươi sống luôn. Có củ hành tây đây. Đây mình vô gian biết thử anh Tý với anh Hon đang làm gì chẳng. Anh Tý đang làm gì anh Tý? Hay là anh đứng anh diễn vậy? Diễn. Trong này có anh Hon. Anh Hon vừa mới đều xếp tất cả các em đi không? Bắt theo nước lên, bắt xô nước cho quên. Nói theo nước nghe ớn nha. Đây, bếp núc của anh em trên biển đây. Anh
rồi. Sử dụng bếp ga Nesonon để bè gói mì tôm thương hiệu Hảo Hảo. Bè gói mì tôm này chè buổi sáng cho mấy anh em á. Cảnh buổi sáng trên biển nha anh em. Đây là ngày thứ hai anh em chúng tôi lên trên biển để trải qua hai đêm làm việc. Đồ bảo nguyên cái rổ mực vô tròn luôn. Đồ mấy anh kia mấy anh đang lên mấy anh ơi, hấp dẫn không mọi người nữa chứ. Rồi để nắp lại nha. Rồi đậy nắp lại chờ chín xong rồi mời anh em cùng dùng buổi sáng với anh em thuyền viên ở trên biển. Thì hơn nữa khi dầu rồi chứ. Ba đêm mà. Bốn đêm chưa? Mở là lứa hai đêm gì kìa. Hai đêm trước đi. Đầu bếp tí đang chế biến. Đầu bếp đây hôm xưa còn mở quán nhậu mà không ai ăn rồi dẹp nghỉ đi vậy. Xếp này bốn ly thôi chưa. Mỗi là đói. Đầu bếp đây giờ vừa mới bỏ đi á. Đâu, kêu hành tây vô. Rồi vô hành tây vô. Kêu vợ chưa. Hấp dẫn không mọi người. Rồi đầu bếp đây nấu ăn cùng ngang quần che ban đây nha. Giỡn đâu. Nó đặt queo rồi ta. Đổ ra nước luôn. Đây chắc thành mì hấp à. Hồi giờ em được coi mạng đây nha, nước ít á. Rồi bây giờ tới phần diễn nha. Bồ để vô không? Bài chén ra là quét vô bơi vô. Một buổi sáng yên bình luôn. Lấy chiếc mắm luôn anh đi. Đồ thêm ánh sáng nữa. Anh Nam Covid mới thêm ánh sáng nữa. Vô anh em Covid đồ gấp đi. Dạ, anh em đi. Vô. Đây là buổi sáng mấy anh em. Buổi sáng của anh em trên biển. Trên biển nha. Gấp ăn rồi, gấp ăn nhai đồ, nhíu nhéo rồi, tát tu quay rồi, giống như là trên mạng vậy á. Đây. Rất là gấp mình. Đầu mày gấp diễn mày gấp con to lên cho xem mày diễn con nhỏ dữ mày. Con cỡ tâm đó là ngon rồi. Hết to nữa đâu. Anh em coi múc tranh thủ diễn lại anh em gấp miếng bự rồi đưa vô miệng nhai rồi em giết ngon. Được nói miếng bự vậy là miếng bự nhất luôn. Được mé nhai xong hít một khoét nữa. Vậy để đưa quay rồi nhan sắc của anh tí buổi sáng thử. Vậy ông tí xúc miệng chưa vậy? Xúc miệng vô nhai eo eo đi. Gấp mật ơi, gấp mật vô nhai ơi. Giờ khen dễ coi đồ. Mà khen dễ ăn rồi á. Mời tất cả mọi người. Em trước rồi mà mới lên em... Ăn rượu. Thôi mà anh em khán giả dùng mì mực buổi sáng nha. Đó, hôn giờ nó làm lại nè. Được, má, hôn diễn á, bồi sâu á. Thôi. Thôi ăn đi ơi. Mình quay phim là mình chịu khó ăn sâu ăn mọi người. Để quay cảnh anh em sinh hoạt trên biển rồi. Nói chung những cái video của mình là những cái video nó bình dân. Nó không có mang tính chất diễn thế này kia rồi gì hết. Cuộc sống anh em trên biển như thế nào thì mình gây lại. Số anh em làm việc trên bờ nhưng cũng quan tâm cuộc sống dưới biển. Rồi một số anh em ngày xưa cũng làm biển nhưng mà bây giờ cũng
không làm biển nữa, nhưng mà cũng nhớ cái quỷ biển thì đăng ký cái kênh mình để theo dõi những cái video của những anh em lao động về sinh hoạt trên biển. Đó, má mở anh tí hình nhai. Đây là máu buổi buổi sáng à? Đi bài à? Buổi trưa nữa không? Chiều nữa chứ? Đọc má tí nãy là gấp ba con mía mà. Mẹ giúp con phơ. Còn à, à, con hay phơ? Con hả? Nam rụng răng hết nè, mà ăn một hay rồi. Mắp mắp, nam mắp. Ăn răng cửa, ăn bằng răng cửa. Thôi mình cũng làm vài miếng thôi. Đây tô mì của mình đây. Đồ, tô mì của mình được anh em yêu ái. Đưa mấy miếng bự bự không á. Mấy cái này mình tự quán thôi, nên là chém mỗi tay luôn.